Anh em hôm nay hướng dẫn cơ bản về Epson với Underboss còn 66XT nữa. Con này mới ra mắt, Gamer nó cũng chưa có ổn định nữa, nên anh em Underboss thì nó chạy cũng sẽ mát hơn khá nhiều đó. Đầu tiên anh em vô cái trình Gamer của thằng AMD đi, phiên bản này hình như là 21.8.2 của mình nên cài hay gì đó. Em vô bằng hiệu năng nào, vô hành tinh lên. Ở đây nó có ba cái mốc mặc định tự động như cơ bản gì đó, anh em cứ vô phần manual tùy chỉnh nha. Đây, tại cái phần này anh em cứ bật hết mấy cái này lên đi, mình sẽ giải thích từng cái một sau đó. Đầu tiên là cái nguồn 66T này, TDP nó chỉ có 150W thôi, tức là nó full load công suất nó ăn 150W điện á, so với mấy con mà cấp cao khác thì nó rất là nhẹ điện luôn. Mấy con nguồn công suất thực 500W trở xuống á, anh em vẫn kéo được con này trên 550W á, thì anh em kéo thoải mái luôn, 550, 600, 650 gì đó. Cái nguồn này đầu tiên anh em có thể thoải mái để 10 đến 20%, tại vì đang ít điện nên chỉ số phần trăm này nó cũng không tăng nhiều thêm cao nhiều, nên tối ưu nhất ở đây cứ 10 đến 15% đi, tại để 20 không có. Cái thứ hai là fan, cái Yago GBM này là cái tốc độ quạt bằng không á, Yago fan đó, tức là từ cái mốc nhiệt độ cái hình dọc bên trái này đổ qua trái nè, dưới cái nhiệt độ này nó sẽ không có quay. Tương tự mấy cái số này anh em cứ hay coi tham khảo cái tốc quạt quay theo cái nhiệt độ, mà tốt nhất đừng quan tâm cái này, nên em chỉ cần kéo trên đây lên cho nó vừa ý thôi. Đây, thực ra con này cũng khá là mát rồi, nên chỉ cần dao động quanh cái mức 50-60% là đủ đó, kéo như vậy là được. Nhớ bật cái Yago lên nha, tại vì mát quá thì kẹt nó không có quay, mà có quay cũng không tác dụng nhiều hết. Như là xong cái phần bên phải rồi đó. Cái nhiệt độ này có hai cái nè, anh em quan tâm cái nhiệt độ chính là cái giữa thôi, còn cái nhiệt độ bên phải là nhiệt độ của cái điểm hotspot. Cái miếng của cái kẹt nó không có đồng đều, có điểm cao điểm thấp, nên cái nhiệt nó cũng không có đồng đều luôn, nên cái này nó sẽ tính theo cái điểm nhiệt cao nhất trên cái miếng đó thôi, qua cái mốc 110 độ anh em hãy lo, còn cứ 5-60 độ cứ thoải mái. Thường cái này nó sẽ cao hơn cái nhiệt bình thường của nó là khoảng 10 đến 20 độ đó, lúc full load đó. Anh em quan tâm cái nhiệt giữa thôi, cái bên phải không cần đâu, cái giữa chỉ cần duy trì dưới 80 độ rồi đúng. Tiếp theo cái PGAM lên anh nè, con này mặc định nó là 2000, em cứ thể thoải mái đẩy nó lên 22 cũng được, nhớ bật này lên nha. Đó, 2214 là con số mình khuyến cáo, nhưng mà tùy cái dòng gạt cấp cao thôi, như mấy con cấp thấp hơn như mà 66 đua á, nên để tầm dưới 2200 chút, đây để 2164 tạm nha. Rồi tiếp theo là cái phần tiếp theo là GPU nè, cái min này á anh em thật ra không cần quan trọng, tại vì lúc cái gạt mình nó cần lót thì nó lót, không cần thì nó giảm xuống, người vừa đến chưa ổn định nên cái này không hiệu quả đâu. Em cứ để thoải mái bao nhiêu cũng được, mặc định đây là 700 cứ để mặc định cũng được, nhưng tốt nhất nhưng luôn luôn nó nhỏ hơn con mắt nữa nha. Cái mắt này á, thì anh em có thể để gần 2700 được, này để tạm 2650 thôi, tại vì cũng không cần nhiều. Rồi tiếp theo là cái con này là cái phần này là quan trọng nhất nè, tùy theo con kẹt của anh em á, lúc nó xuất xưởng ra nó sẽ ngon hay là dở. Ngon thì chỉ số này nó thấp nó vẫn chạy ổn định, nhưng mình để 1070 nó vẫn chạy ổn định thì nó ngon. Con này của tôi thì để 1100 là ổn định, còn nếu như dưới cái mốc này thì rất là dễ sập, dễ sập ở đây cũng không quá nặng đâu, không đến mức gì xét máy, còn chỉ đá hết ứng dụng nên sử dụng GPU này ra thôi. Cái này anh em cứ giảm mỗi lần khoảng 5 điểm rồi cứ thử từ 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 từ, mặc định của nó 1150 nè, anh em chọn OC nó sẽ về 1025, mà mình liều thì mình để 1100 cũng được đó. Còn tùy cái này là còn tùy càng nên là anh em cứ để từng cái up đi thôi. Cái chết test này xong rồi bấm cái chết test thử, chết test trên cái con này cũng không có hiệu quả tối ưu nữa, nếu chạy được cái này thì khả năng cao là con cạn sẽ vận hành ổn định, còn nếu cái này test mà dăng á, thì cứ tăng cái vol lên từ từ, hiện tại nó đang treo nè đó, nếu tiếp tục chạy vậy là cũng chưa đến mức sập. Nhưng mà tốt nhất anh thì cứ mở con game 3 số A lên, 3 lên để chơi thử, kiếm mấy con nào mà full load được cái card vậy là coi như tạm ổn đó. Điện nó chỉ ăn có khoảng 120 mấy W nè, lóc nó lên được hơn 26 nè, ổn định nó 2150 nè. Fan này đang quay nhiệt độ 2000 C, thấy chênh lệch hai nhiệt độ hai bên không, cái bên đây luôn luôn cao hơn cái bên phải từ 10 đến 20 độ đó, thì tại full load đó. Nói chung gì là ổn định rồi.
Hiện tại đang vui lót con gà mà chỉ có 6 mấy độ rồi, rất là mát rồi đó. Test thành công rồi, mới sao rồi lại. Đó, ngoài phi nệt. Sau khi xong hết thì em cứ chọn lưu lại cái bản của vai này. Sau này có gì chỉnh chỉnh, chọn lưu thôi. Muốn lưu đâu lưu. Chừng nào muốn bung lại thì chọn vô đây. Nếu như nó bị sập á, thì em cứ khôi phục lại. Tăng mấy cái này mỗi lần lên 5 điểm, 5 điểm. Rồi đến khi nào hoạt động ổn định thì thôi. Còn nếu như muốn mát nữa thì cứ giảm này xuống 5 điểm. Nhưng khuyến khích nên để rồi con số 1070 nữa là. Nếu chắc ăn cứ để 1105 cho mình. Nhìn ra là đủ mát. Hiện tại thì Gaber con này thì nó cũng mắc nhiều lỗi lắm, nên cứ xài tạm thôi, có thể 2 3 tháng nữa thì có bản Gaber ổn định. Đây, xong rồi đó. Cái fan này thì tùy theo mà tiếng ồn, thấy ồn quá thì cứ kéo giảm từ từ.